Các bạn thân mến, các bạn đang học chương trình linh kiện điện tử trên các thiết bị điện tử cao cấp, và chương trình đang được chúng tôi phát miễn phí ở trên kênh YouTube dạy nghề Bách Khoa, học nghề trực tuyến.vn. Và khi các bạn muốn học cái chương trình nâng cao thì các bạn có thể liên hệ đến các số hotline này để các bạn được tư vấn về các cái khóa học nâng cao ở trên trang học nghề trực tuyến.vn. Nếu các bạn học ở tại trung tâm thì các bạn nhớ đến đúng địa chỉ, đó là dạy nghề Bách Khoa 78 Phố Vọng và 243 đường Giải Phóng, Hà Nội các bạn nhé. Và các bạn, khi các bạn xem ở trên kênh YouTube thì các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để các bạn có thể nhận được các cái bài học sớm nhất mỗi ngày. Xin cảm ơn các bạn, và chúng ta bắt đầu vào cái bài học đó là 20, đó là chúng ta tìm hiểu về các con IC OP Ampli. Thì đây là cái con IC khuếch đại thuật toán các bạn nhé. 20 là OP Ampli, hay còn gọi là IC khuếch đại thuật toán các bạn nhé. Về cấu tạo chung của IC khuếch đại thuật toán này thì chúng ta thấy nó có cái hình tam giác. A nhỏ là cái cấu tạo một cái phần tử OP Ampli thì nó có cái hình tam giác như này các bạn nhé. Và nó có hai cổng vào, chân nguồn, chân mát và một cổng ra các bạn nhé. Thì tôi gọi đây là chân, người ta gọi là in cộng và in trừ các bạn nhé. In cộng và in trừ. Và đây là cộng, đây là trừ. Còn đây là chân mát và đây là chân VCC. Thế còn đây là chân out các bạn nhé. Thì đây là một cái sơ đồ chung của các OP Ampli hay gọi là các IC khuếch đại thuật toán. Con IC này nó có rất nhiều ứng dụng. Các bạn chú ý như vậy, con này nó có rất nhiều ứng dụng. Người ta có thể dùng con này để trong khuếch đại so sánh, có thể dùng trong khuếch đại biên độ, có thể dùng để tạo dao động, có thể dùng để đổi từ cái tín hiệu hình vuông thành răng cưa, thậm chí là đổi từ hình sin thành xung vuông một cách rất là đơn giản. Và cái con này nó được ứng dụng rất là nhiều. Thì trong cái điện tử của chúng ta thì chúng ta sẽ gặp con này ở trong các cái mạch bảo vệ. Ví dụ như là các bạn mà học ở trong điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, inverter thì chúng ta thấy là cái con này nó sẽ thực hiện chức năng bảo vệ quá dòng và bảo vệ mất pha cho cái con IC công suất điều khiển máy lén các bạn nhé. Thì con này vì nó có rất nhiều ứng dụng cho nên là chúng ta có thể nó có thể ứng dụng ở trong tivi, ở trong tăng âm. Ở trong tivi thì trong cái mạch khuếch đại âm thanh nhé. Thì trong tăng âm cũng có thể ứng dụng để khuếch đại cái tín hiệu âm tần. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra một số những cái ứng dụng cơ bản của cái con này. Đây là cái cấu tạo như này. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái con IC đấy, OP Ampli, thì nó có về cơ bản là một phần tử của nó có 5 cái chân như này. Và nếu như một con IC 8 chân thì nó sẽ có, người ta sẽ thiết kế được 2 cái OP Ampli này. Tức là gì? 2 chân vào, 1 chân ra. Nếu mà nhân đôi lên thì nó sẽ có 4 chân vào và 2 chân ra, và nó chung nguồn chung mát. Cho nên là một con IC 8 chân người ta có thể thiết kế được 2 cái phần tử này. Hoặc là một con IC 14 chân người ta có thể thiết kế được 4 cái phần tử này bên trong các bạn nhé. Tôi lấy ví dụ là con IC LM358 hay là con LM393. Thì tí chúng ta tìm hiểu hai cái loại IC này các bạn nhé. Và IC khuếch đại thuật toán nó có chung nhau hay không, hay là nó có nhiều loại khác nhau? Thì chúng ta chú ý cho tôi là nó không chung nhau và nó có hai loại khác nhau. Mặc dù chân nó giống hệt nhau, mặc dù cái hình vẽ nó giống hệt nhau. Tôi lấy ví dụ thì chúng ta đi vào cái B nhỏ, đó là cái phân loại OP. Phân loại OP Ampli. Tôi lấy ví dụ cái con IC LM393 LM393 nhé. Thì bên trong nó có hai cái ô tam giác như vừa rồi. Bên trong nó có hai cái ô tam giác như vừa rồi như này. Và nó cũng có chân cộng và chân trừ, và chúng ta gọi đây là in cộng và in trừ. Và nó cũng có chân nguồn, cũng có chân mát nhé, cũng có chân out. Và cái con IC này nó có đặc điểm như thế này. Tôi chỉ cần cho cái chân in cộng này cao hơn chân in trừ một chút xíu thôi, thì cái chân out này nó lập tức nó nhảy lên nguồn. Cái con IC này này, đó là khi mà in trừ, in cộng các bạn nhé, mà nó cao hơn in trừ, cho dù chỉ là 0,1V thôi các bạn nhé, thì cái chân out này này nó sẽ bằng VCC các bạn nhé. Các bạn chú ý cho tôi câu này. Khi chân in cộng cao hơn chân in trừ, chỉ cần 0,1V là cái chân out nó sẽ nhảy lên bằng nguồn. Chúng ta cho nguồn 5V thì nó nhảy lên bằng 5V. Chúng ta cho nguồn 15V thì nó nhảy lên tận 15V. Ngược lại, khi chân in cộng mà nhỏ hơn chân in trừ, thì cái chân out này nó sẽ nhảy về 0 các bạn nhé, về mát, về GND, về chân mát này các bạn nhé, nhảy về 0V. Vậy thì khi in cộng bằng in trừ thì sao? In cộng bằng in trừ thì tạm thời nó giữ cái trạng thái trước nó nhé, giữ trạng thái cũ. Và đến khi mà nó thay đổi, hai chân này nó lệch nhau một chút, thì bắt đầu cái chân đầu ra nó sẽ lệch, nó lật đi. Tôi lấy ví dụ cái con này người ta có thể dùng để đổi cái tín hiệu hình sin thành xung vuông một cách cực kỳ đơn giản như thế này. Bây giờ người ta cho một cái, tôi lấy ví dụ như này nhá. Đây là 5V, chúng ta cho nó vào chân VCC và mát. Sau đó tôi phân áp, tôi phân một cái điện áp. Giả sử tôi chia đôi cái điện áp 5V này ra đi, chia đôi cái điện áp này ra đi nhá, bằng một con trở 10k. Con này cũng là 10k, thì chúng ta sẽ được 2,5V đưa vào đây, đúng không nhỉ? Tương tự như vậy, cái chân in trừ này cũng thế. Chúng ta cũng dùng hai con trở. Tương tự như vậy, chúng ta cũng dùng hai con, cũng là 10k. Nhá. Cũng là 1k. Chúng ta có thể đưa tín hiệu vào chân trừ cũng được, mà đưa vào chân cộng cũng được các bạn nhé, chứ không nhất thiết là phải đưa vào chân gì. Thế thì tôi lấy ví dụ đây là ví dụ như thế này. Như thế này. Bây giờ cái chân này là có 2,5V cố định, thì tôi lấy ví dụ như là nó như cái đường thẳng này các bạn nhé, là 2,5V. Tôi lấy ví dụ đây là 2,5V. Còn cái chân này ở điểm này cũng là 2,5V các bạn nhé, nhưng mà đưa vào chân trừ các bạn nhé. Nhưng mà tôi lại đưa một cái tín hiệu hình sin qua một cái tụ vào đây. Ví dụ đi cái tín hiệu hình sin này các bạn nhé, đưa qua cái tụ gốm đi, vào chân trừ này các bạn nhé. Và đây là chân out. Thì tôi thấy rằng là như này, khi mà cái hình sin này nó dương, nó ở cái pha dương ấy, thì nó đi qua cái tụ này, nó làm cho cái điện áp chân này tăng vượt quá 2,5V. Và lập tức thì bây giờ chúng ta cho nó vào chân này cho chúng ta nó dễ hiểu các bạn nhé. Đây, tôi cho cái tín hiệu này vào đây cho nó dễ hiểu. Và giả sử chúng ta cho một cái hình sin vào cái này, cái tín hiệu này là tín hiệu âm tần chẳng hạn các bạn nhé, hay là cái tín hiệu dao động có hình sin này, thì khi mà cái tín hiệu này có pha dương thì đi qua tụ này sẽ khiến cho cái điện áp chân này nó sẽ cao hơn 2,5V các bạn nhé. Thì lập tức cái chân ra này nó lật lên bằng nguồn, tức là nó sẽ bằng 5V các bạn nhé. Và đến khi mà cái hình sin này nó xuống dưới pha âm này này, pha âm này này, và nó đi qua cái tụ này, nó khiến cho điện áp này này nhỏ hơn 2,5V, tức là nó còn 2,4V chẳng hạn, thì lập tức cái chân này nó sẽ nhảy về không các bạn nhé, về không. Thì đây là coi như đây là không các bạn nhé, không. Và cứ như vậy thì cái hình sin này nó đã biến thành cái xung vuông ở đầu ra các bạn nhé. Như vậy là đầu ra chúng ta sẽ nhận được cái xung vuông, chứ không phải là hình sin nữa. Ở đây này chúng ta đã nhận được cái xung vuông nha các bạn nhé. Và như vậy là người ta rất là đơn giản, người ta biến đổi từ cái hình sin này thành xung vuông. Đấy, thì đấy là một. Cái thứ hai là cái con IC393 này người ta dùng rất nhiều trong các mạch bảo vệ quá dòng. Thì cái này chúng ta học ở trong điều hòa thì chúng ta sẽ được phân tích cái mạch bảo vệ quá dòng nhé. Ngược lại, nếu như mà đây là cái con IC LM358 chẳng hạn, LM358 chẳng hạn, thì nó lại khác các bạn nhé. Thì con này nó không khuếch đại lật mà nó khuếch đại tăng dần. Tăng dần có nghĩa là gì? Điện áp bên này tăng bao nhiêu thì cái điện áp này là nó tăng theo một cái số nhân nào đó, chứ nó không lật về nguồn. Tôi lấy ví dụ điện áp đây mà tăng 0,1V thì ở đây nó tăng 1V, ở đây nó giảm 0,1V thì ở đây nó giảm 1V, chứ nó không nhảy lên tận nguồn. Cho nên là sau khi mà cái con 358 này này mà chúng ta đưa cái tín hiệu hình sin này vào chân cộng này chẳng hạn, in cộng này chẳng hạn, thì ở đầu ra chúng ta cũng thu được hình sin nhưng có biên độ lớn hơn các bạn nhé. Tôi lấy ví dụ như này, nó cũng thu được hình sin nhưng có biên độ lớn hơn. Đấy, như vậy là sự khác nhau giữa hai IC này các bạn nhé. Và người ta sau này người ta dùng cái con IC LM358 này trong các cái mạch khuếch đại tín hiệu các bạn nhé. Và ở trong điều hòa inverter hay là tủ lạnh inverter thì người ta hay dùng cái con LM358 này để khuếch đại tín hiệu trên cái đường bảo vệ mất pha các bạn nhé. Hoặc là trong tăng âm thì người ta khuếch đại cái tín hiệu audio qua cái con IC này, thì người ta sẽ thu được một cái tín hiệu có biên độ lớn hơn ở đầu ra các bạn nhé. Tuy nhiên ở trong cái tăng âm mà khi người ta khuếch đại thì người ta hay đưa tín hiệu vào chân âm các bạn nhé. Và chân dương này người ta ghim một cái điện áp cố định các bạn nhé. Tức là chúng ta đổi cái vị trí âm dương này. Tức là người ta hay đưa tín hiệu vào chân âm và cái chân dương người ta cho cố định. Và tôi lấy ví dụ cái con NM358 người ta sử dụng trong tăng âm thì người ta thiết kế như thế này. Người ta quay cái âm lên trên, cái dương xuống dưới như thế này các bạn nhé. Và từ chân âm này này là người ta, đây là chân nguồn VCC nhá, nguồn cấp, và từ đây người ta có một con trở lấy từ đầu ra quay về, người ta gọi là con trở R2. Và trước khi đi vào đây người ta đi qua một con R1, thì đây là in các bạn nhé. Thì cái tín hiệu này người ta còn chỉnh được cái hệ số khuếch đại của cái mạch này. Cái hệ số khuếch đại của cái mạch này nó rất đơn giản, nó chính là bằng R2 chia cho R1. Tức là chúng ta thay đổi cái giá trị của cái hai con trở này, người ta thay đổi được cái hệ số khuếch đại đi ra. Tức là người ta đưa cái tín hiệu vào đây yếu, nhưng người ta lại thu được cái tín hiệu đầu ra này rất là mạnh các bạn nhé. Thì cái này nó ứng dụng ở trong tăng âm. Thì tóm lại chúng ta hiểu cho tôi cái con OP Ampli này là nó có, ví dụ trong một con IC khuếch đại thuật toán 8 chân thì nó có hai cái ô này, và trong một cái ô này người ta gọi là một con OP Ampli thì nó sẽ có 5 chân: chân nguồn, chân mát, chân in cộng, chân in trừ và chân out. Và chia làm hai loại OP, là cái họ 358 này là chuyên khuếch đại về biên độ tín hiệu, và cái họ 3393 này thì chuyên khuếch đại về lật trạng thái các bạn nhé. Thì các bạn nhìn vào đây. Đây là cái bo điều hòa Panasonic Inverter. Thì đây là cái con IC điều khiển máy lén các bạn nhé. Thì chúng ta thấy là ngay bên cạnh nó có hai con IC này. Thì cái con 8 chân này, là cái con 393 LM393 là nó bảo vệ quá dòng. Nó bảo vệ tức là nó khuếch đại so sánh. Nó bảo vệ quá dòng. Thì để mà hiểu được cái mạch bảo vệ quá dòng này thì sau này chúng ta học ở trên cái điều hòa này chúng ta sẽ được phân tích nó kỹ hơn. Hai là cái con LM358 này thì nó bảo vệ mất pha các bạn nhé. Thì nguyên tắc hoạt động của bảo vệ mất pha ra làm sao thì chúng ta học ở trên điều hòa inverter thì chúng ta sẽ được tìm hiểu chi tiết. Và bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta tra cứu con IC này ở trên dataset chẳng hạn. Thì ví dụ chúng ta gõ LM393 chẳng hạn. Đây. Đây chúng ta thấy bên trong nó có hai cái ô này, hai cái ô tam giác các bạn nhé. Nó gọi là hai cái phần tử OP ampli. Thì cái con này nó sẽ, đây các bạn thấy là chân, ví dụ như này thì chúng ta thấy chân 8 là chân cấp nguồn, chân 4 là chân mát, chân 1 và chân 7 là hai cái đầu ra các bạn nhé. Chân 2 và chân 3 là đầu vào của cái cổng thứ nhất này, chân 6 và chân 5 là đầu vào của cái cổng thứ hai các bạn nhé. Hoặc là chúng ta gõ cái con LM358 thì chúng ta cũng thấy cái sơ đồ chân nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta có thể gõ UC358 cũng được, LM358 được. Hoặc là 2904 các bạn nhé. LM2904. Thì cái con 2904 nó tương đương với con 358 các bạn nhé. LM2904 đây. Đấy, thì các bạn thấy cái chân của nó như thế này các bạn nhé. Thì đây cũng là chân 8, cũng là chân cấp nguồn, chân 4 là mát, chân số 1 là chân ra, chân số 2 là in trừ, chân số 3 là in cộng. Bên này cũng thế, chân số 5 là in cộng, chân số 6 là in trừ và chân số 7 là ra, chân tín hiệu ra các bạn nhé. Thì chúng ta chú ý cho tôi là hai con IC này không thay được cho nhau nhé. Con LM358 và con LM393 không thay được cho nhau mặc dù chân nó giống hệt nhau nhé, vì cái chức năng hoạt động của chúng khác nhau các bạn nhé. Và vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cái con IC khuếch đại thuật toán. Thì trong các cái bài nói về biến tần công nghiệp, điều hòa inverter, tủ lạnh inverter, máy giặt inverter thì chúng ta sẽ gặp lại các cái con IC này và chúng ta sẽ được học một cách sâu hơn. Chúng ta đang học linh kiện điện tử trên các thiết bị điện tử cao cấp. Và khi các bạn xem ở trên kênh YouTube thì các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để các bạn nhận được video sớm nhất mỗi ngày. Khi các bạn muốn học các chương trình nâng cao thì các bạn nhớ học ở trên trang học nghề trực tuyến.vn. Và các bạn muốn học ở tại trung tâm chúng tôi thì các bạn nhớ đến địa chỉ số 78 Phố Vọng và 243 đường Giải Phóng, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Và nếu các bạn muốn mua các cái linh kiện điện tử để các bạn thực hành thì các bạn có thể gọi các cái số hotline này thì các bạn sẽ mua giúp các bạn để các bạn có thể có linh kiện các bạn thực hành tại nhà nhé các bạn nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.